thể tất cả các quý vị và xin chào toàn thể hội đồng thủ lĩnh ạ. Và nhiều trong số các anh chị em thấy rằng là cái mẹ đang rất gần với mình thì giơ cao tay và nói. Vâng, chúng ta thấy rằng là những cái câu chuyện ở series thì cực kỳ truyền cảm hứng đúng không ạ? Và câu chuyện của tôi cũng cực kỳ truyền cảm hứng cùng với người hướng dẫn của mình. Trong khán phòng thì không có một ai giơ tay là 7 năm mới nhận nhạc. Và thủ lĩnh của tôi thì là 7 năm nhận nhạc. Và tôi thì cũng không kém gì ạ. Có 6 năm sử dụng sản phẩm series và cực kỳ yêu sản phẩm series, nhưng mình cứ quên mắt ở đâu ấy mà không nhìn thấy cái cơ hội ngay gần trước mặt mình. Và thực sự phải rất là cảm ơn người hướng dẫn rất là tuyệt vời của tôi đã cùng đồng hành cùng tôi, kiên trì bền bỉ vẫn gieo tình yêu series với tôi trong suốt khoảng thời gian mà tôi đi tìm những cái công việc khác. Và tôi xin tự giới thiệu, tôi là Hoa Trà Vi, là loại trà thứ 11 của series ạ. Series có 10 loại trà thảo mộc thì tôi là trà thứ 11 ạ. Cả nhà nhớ đến trà số 11 nhé. Có thể order được nhưng mà không phải muốn được đâu ạ. Và khi mà tôi biết đến Simri thì tôi là một cô giáo có 13 năm giảng dạy ở trường chất lượng cao tại Hà Nội, nhưng 9 năm mang trong mình về vấn đề xoang và không thể giải quyết được. Simri đã giải quyết được vấn đề xoang cho tôi nhưng mà chưa giải quyết được cái ví tiền ạ, vì mình vẫn còn đang mang cái tư tưởng của người làm công ăn lương và mình chỉ có đi làm đi dạy và tối về thôi, và không có một cái ước mơ gì cả, không có nổi một ước mơ và lập nghiệp tại Hà Nội nhưng với hai bàn tay trắng. Trước khi biết đến series thì tôi đã thuê một căn nhà 25m² vô cùng nhỏ bé tại Hà Nội, và đến ngày hôm nay sau 2.5 năm khi mình tập trung thực sự nghiêm túc với series thì mình đã có một cái thành quả, đấy chính là mình đạt được ô tô rồi, và đúng công thức 8 tháng luôn cả nhà. Lần đầu tiên khi quay trở lại với series tập trung 100% thì đào mộ lại toàn bộ các video của bác Phượng Hữu Minh, anh Trương Huy Cường để nghe lại toàn bộ học hành một cách nghiêm túc. Bao nhiêu trong số các anh chị em thấy là mình đã học hành nghiêm túc thì chắc chắn mình sẽ giành ô tô ạ. Vâng, thế thì tôi là một người mà đi từ giáo viên nhưng tôi lại học hành chưa nghiêm túc lắm, và vào Zoom thì đầy phán xét, nhưng khi mà thực sự mình nhìn ra con đường này thì mình đã lại phải học lại toàn bộ, ghi chép lại một cách cẩn thận. Và chúc mừng cho tất cả các anh chị em, nếu ngày hôm nay mình thực sự nghiêm túc với cơ hội series thì chắc chắn là sẽ không lâu như thủ lĩnh và thủ lĩnh của tôi và tôi đâu ạ. Và tôi tin chắc chắn rằng là khi vào với series ai cũng cảm nhận từ trái tim mình đúng không ạ. Series không hề khó, series rất đơn giản và cực kỳ là lan tỏa mạnh mẽ đến từ thành thị đến nông thôn, từ những người mà là giáo sư tiến sĩ hay là những người làm công ăn lương bình thường, hay là các anh bán cam, chị bán cá đúng không? Cô bán cá, nông dân, công nhân đều có thể làm được, thì chắc chắn đây là một công cụ mà phù hợp cho tất cả mọi người. Và bằng chứng kết quả thật là chân lý thì chúng ta đến đây chứng kiến một công ty kinh doanh theo mạng có mặt tại Việt Nam có thể trao 7 chiếc Mercedes cho những đối tác của mình. Một chiếc đã khó rồi đúng không ạ? Mà bây giờ là 7 chiếc, và người 7 năm làm được, người 2 năm làm được, 1 năm làm được thì không có lý do gì, chúng ta chỉ cần có một cái bệnh là muốn khao khát thì thực sự nghiêm túc thì chắc chắn là tôi nghĩ ai cũng có thể thành công được với series. Một cách đơn giản là khi là tôi với 4 năm sử dụng nghiêm túc rồi nhưng không có kinh doanh mà quay trở lại với series sau 2.5 năm thôi, từ mình trở xuống bây giờ đã có 8 chiếc ô tô cọ được không cả nhà. Xin chào tất cả ban lãnh đạo của tập đoàn chăm sóc sức khỏe CDB Việt Nam. Xin chào tất cả các thủ lĩnh, các leader có mặt trong văn phòng ngày hôm nay. Xin chào tất cả mọi người. Tôi xin được tự giới thiệu, tên tôi là Chính Nguyễn Công Chính, là tầng 1 yêu quý và cũng là bác của cháu Phạm Thành Công. Cũng cùng với Thành Công chỉ sau một thời gian rất ngắn là bước vào CBD. Nhưng vì sao tôi vào CBD chắc các bạn biết rồi, năm nay tôi đã 66 tuổi, bước sang tuổi 67. Như vậy là muốn nhấn mạnh ở đây tất cả những người về hưu như tôi, hiện tại bây giờ đã là nhà tư vấn chuyên nghiệp, cũng đã có xe ô tô đi, cũng đã có thu nhập, thì tôi chắc chắn rằng ngoài kia rất nhiều những người cũng cùng về hưu như tôi, và họ cũng khát khao có được sức khỏe, họ cũng khát khao có được những thu nhập hơn so với những cái khoản thu nhập mà họ đã
ở khi họ kết thúc công việc của mình. Thế và cũng một lời nói cuối cùng chỉ muốn nhấn mạnh rằng đây là một doanh nghiệp gia đình, từ thủ lĩnh quốc gia Thanh Quang, thủ lĩnh Thành Công và cho đến tôi, chúng tôi là một gia đình. Và tôi, bản thân tôi là người hưu, tôi chắc chắn rằng các bạn trẻ kia chúng ta ngồi dưới đây, các bạn trẻ hơn tôi rất nhiều, thì chắc chắn các bạn sẽ thành công trong CVD. Và cái gì chứ cái chiếc xe mẹt đối với các bạn rất là đơn giản, và mục tiêu của tôi cũng là chiếc xe mẹt. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn và một lần nữa chúc mừng em Phạm Thành Công cùng gia đình của mình trong buổi lễ nhận xe buổi sáng ngày hôm nay. Và xin mời chủ tịch quốc gia cùng Thanh Quyến chúng ta sẽ di chuyển về vị trí của mình để tiếp tục chứng kiến lễ nhận xe của chủ tịch quốc gia tiếp theo. Vâng, để nói rằng là không cần phi thường thì có một người mà nhận thấy bạn làm vô cùng phi thường. Trong một chuyến du lịch gần đây nhất thì bạn có tâm sự là mà em mệt các chị ạ, bởi vì người ta cứ tìm đến em như thế, không tài nào mà chăm được. Đây là một trong những người đã tìm đến em. Ngày hôm nay
em vô cùng biết ơn mẹ đẻ của mình đã sinh thành ra mình, biết ơn mẹ chồng gia đình hai bên nội ngoại đã luôn luôn ủng hộ mình để mình có ngày hôm nay, và không quên cảm ơn anh xã của mình, người bạn là cùng Dương đã luôn luôn ủng hộ mình. Thì là xin nhường lời cho thủ lĩnh Hoàng Quốc Giang Vương Thái Minh có thể. Xin chào tất cả các công ty, tập đoàn, các vị quý của trong tập đoàn hôm nay, vợ chồng mình rất là vui, rất là tự hào vì mình nhận được phần thưởng rất là lớn lao, cho nên mình gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập đoàn, cảm ơn đến bác Phạm Huy Minh. Anh Trương Minh Cường và Trần Thị Dung cùng hệ thống chất đường đã tạo điều kiện môi trường làm việc rất là tuyệt vời, và cảm ơn các mẹ, cảm ơn vợ qua những ngày tháng miệt mài với lại công việc và xây dựng cái thành quả ngày hôm nay với một tiêu chí và muốn là gửi gắm đến tất cả anh chị em, đó là một cái thông điệp, đó là mình không biết đến CD thì thôi, biết đến CD thì mình là phải là nhất tâm, chủ tâm, chuyên tâm với CD thì nhất định ta lại có kết quả. Cảm ơn anh rất là nhiều. Bây giờ các bạn đã hiểu vì sao mà bạn tình phát triển là bạn người phát triển nhanh chưa ạ? Trong vòng 2 phút bạn đã truyền đạt đầy đủ tất cả các thông tin, đúng không ạ? Những gì mình làm, mình lựa chọn ra làm sao? Yes. Thì để mà mình muốn nói cho mẹ mình là chia lời chia sẻ một phút cảm nghĩ. Mẹ đẻ. Vâng, cho mẹ một phút. Cái này cho mẹ cố gắng trong cái đời lớn á. Con là đầy cho đình mạnh, Thái Bình và Thanh Bình. Tôi xin gửi lời cảm ơn câu lạc từ tập đoàn công ty CPD và nhiều trong số các bạn muốn nhận mẹ cùng với mẹ của mình thì comment với tôi. Nhưng ngày hôm nay đó là tiếp sinh nhật. Tôi cảm ơn các bạn đã đồng hành và giúp đỡ. Tôi cảm ơn hai con đã tâm trí chịu khó kiên trì để có ngày hôm nay. Mẹ rất kính dự và hạnh phúc, tự hào vô cùng. Cảm ơn các bạn lấy thay các bạn lấy lời lớn thì mình có lẽ là các không thể thay được lời lớn như thế này. Công ty ngày càng đặc biệt thì hết thống để lại cho mọi người xây dựng công ty ngày càng đặc biệt thật mạnh, thật giàu. Chúng ta thấy là thủ lĩnh cuối cùng của chúng ta là đã áp dụng lời dạy rất là chuẩn, đúng không ạ? Thành công này á, thì mình vô cùng biết ơn đội nhóm, nếu không có đội nhóm thì không có thành công ngày hôm nay. Thì xin mời hai đại diện chia sẻ mỗi người một phút. Xin chào hội đồng lãnh đạo công ty, hội đồng thủ lĩnh S69 và tất cả các thủ lĩnh quốc tế tương lai đang có mặt ở trong cánh phòng đặc biệt ngày hôm nay ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Sen, hiện tại đang là nhà tư vấn chuyên nghiệp của tập đoàn, và Sen đến với tập đoàn Simply thì cũng trải qua rất là nhiều công việc. Và đến với tập đoàn làm, trước khi đến với tập đoàn Simply sẽ là một người với âm lượng gần 2 tỷ. Nhưng mà giống như lời của chủ tịch tập đoàn và đã bảo là những ai mà đồng con còn âm lượng ở các lĩnh vực các tỷ vào tập đoàn Simply để lấy tiền và tặng ơn. Và sự lựa chọn đấy quan trọng hơn sự nỗ lực qua rất là nhiều ngành nghề như thế, thì sẽ là hạnh phúc từng ngày, từng phút, từng giây khi mà mình đã nắm bắt lựa chọn Simply để phát triển thị trường, và vô cùng hạnh phúc ngày hôm nay sẽ ở trong đội ngũ của thủ lĩnh Hoàng Quốc Giang Thanh Mừng, một người rất là có tâm, có tài và tận tâm tận tình với đội nhóm. Để sau 22 tháng em đã thử ý cho mình một đội ngũ phát triển hùng mạnh, cũng như là
đưa về cho mình con xe thứ hai của tập đoàn. Vậy bao nhiêu số tất cả các anh chị mong muốn sở hữu con kèm các bên thông đồng hãy giơ tay và nói tôi ạ. Rồi, và mục tiêu của tranh là tháng 10/2023 sẽ đưa về cho mình con xe kèm các bên và rất mong mọi người ủng hộ và đồng hành ạ. Cảm ơn cả nhà. Xin chào tất cả hội đồng S69, xin chào tất cả gia đình đội ngoại hai bên của bảy thủ lý và quốc gia ngày hôm nay cùng tất cả anh chị em thủ lý quốc tế tương lai của chúng ta. Ngày hôm nay thật sự mà nói là bản thân khi thì làm MC rất là nhiều trong trên đường nhưng mà đứng ở đây tôi rất là vui và thật sự rất là tự hào và hạnh phúc khi ngày hôm nay mình là một hội yêu quý của thủ lý và quốc gia Thanh Bình, một trong bảy con xe mẹ ngày hôm nay. Và thật sự với những cái nỗ lực, với những cái làm việc không biết mệt mỏi, với những cái sự nhiệt tình giúp đỡ của chị thì ngày hôm nay kết quả đấy là hoàn toàn xứng đáng. Vi là một người mà ở sát bên nhà thủ lý Thanh Bình và rất là có duyên, khi mà nếu không nhờ ông xã của Vi thì Vi cũng sẽ không có cái nhân duyên này, bởi vì ông xã là bạn rất thân của thủ lý Thanh Bình. Sau khi lấy chồng về đấy thì được thủ lý Thanh Bình trao cho cái cơ hội này và thật sự là cực kỳ biết ơn, bởi vì chị đã vô cùng kiên trì với Vi. 5 lần chia sẻ chị Vi đều bị từ chối một cách rất là thẳng thường. Và bây giờ nói với chị là em không làm đâu. Và khi nào làm thì em sẽ nhắn tin cho chị. Chị không phải mời nữa đâu, chị mời nhiều quá đến mức mà bị bắt ngại luôn. Thế nhưng mà lần thứ 6 là cái lần mà đúng như cơ duyên, Vi phải là người chủ động nhắn tin cho chị khi mà bản thân Vi có cái nỗi đau về sức khỏe, nhân sơ tuyến giáp. Và Vi đã lựa chọn chị là ở lần thứ 6. Và đúng rất biết ơn chị, khi mà vào làm thì Vi cũng đang là 3 chân 3 thuyền, chứ không phải là 2 chân 2 thuyền đâu cả nhà. Nói chung là cái máu kinh doanh và cái máu kiếm tiền của Vi từ bé rồi. Ở đâu có tiền là Vi kiếm và chỉ cần là hợp pháp luật và đúng lương tâm. Thế nhưng mà bản thân Vi đã từ bỏ cái, biết tới cái cơ hội này rồi, sau đó từ bỏ cái cơ hội này và rất ơn thủ tinh mình đã kiên trì với em, kiên trì đã cầm tóc em, nuôi em dậy và mấy phát và nói những cái câu rất là đau xoáy đúng cái tinh tên của Vi. Và để ngày hôm nay Vi cũng trở thành nhà tư vấn viên chuyên nghiệp và sở hữu cho mình một chiếc xe hơi hình vương quyết. Và Vi cũng tin tưởng tuyệt đối và cam kết chắc chắn mình cũng sẽ đưa một chiếc máy xe kem về cho hệ thống của Vi. Và chắc chắn đó là vào tháng 12/2024. Xin cả nhà ủng hộ cho tất cả những chiếc xe của chúng tôi ạ. Cảm ơn bạn Vi rất là nhiều. Và đây là phần chia sẻ cuối cùng của thủ lĩnh của cái phần trao quà cho thủ lĩnh quốc gia Thanh Bình và Thái Bình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng xem là ở Summer Wellness ấy, mọi người đều có thể thành công. Nãy giờ mọi người cứ nào là học hết lớp 3, học hết lớp 8, đồ gắn cá đúng không ạ? Thế thì bây giờ thử xem là một người con gái rất là xinh đẹp chỉ học hết lớp 8 thôi, vậy thì em làm thế nào để có thể sở hữu chiếc xe đẹp thế ngày hôm nay? Chúng ta hãy cùng người lên hình để xem bạn là ai. Đây là buổi đặc biệt, chỉ học hết lớp 8 ở nhà chăn trâu cắt cỏ cho cá ăn. Thank you.
gửi lời cảm ơn đến anh chị em ở hệ thống S69. Chúng em gửi lời cảm ơn đến người dẫn đường vô cùng tuyệt vời của mình, đó là hai em Phan Thị Hiếu và chị Xuân Linh. Người thầy tuyệt vời nữa của Trang đó là anh Hoàng Cát và chị Tống Thị Thúy. Cho Trang gửi lời cảm ơn biết ơn đến hệ thống S69 và tổ địch quốc tế Trung Huy Cường. Trang gửi lời biết ơn đến chú Phạm Hiếu Minh và toàn bộ đội ngũ vô cùng yêu quý của Trang. Trang cảm ơn và biết ơn hệ thống nối vòng tay lớn đã giúp cho Trang trở thành một người từ mối quan hệ bạn bè không có. Và ngày hôm nay Trang được gặp tất cả các anh chị em ở hệ thống nối vòng tay lớn. Trang cảm ơn Simon Verit đã giúp cho Trang từ một người bình thường trở thành một người phi thường, truyền cảm hứng cho tất cả mọi người xung quanh của Trang. Trang có một niềm tin rất lớn khi chúng ta đến với Simulin. Nếu như chúng ta chưa có nhiều bằng cấp, chúng ta có cơ hội vào đây để học dần. Đến với Simulin chúng ta chưa có mối quan hệ bạn bè chất lượng, khi chúng ta lựa chọn Simulin vào đây chắc chắn chúng ta sẽ có những người bạn vô cùng tuyệt vời của mình. Và ngày hôm nay nhờ đó mà em Trang có những người thầy, người cô của mình đã tin tưởng theo Trang. Ngày hôm nay Trang được học tập, được làm bạn với các anh chị thạc sĩ, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ. Họ là những người thầy lớn trong cuộc đời của em Trang. Vì không có tiền, không có vốn, không có bến bãi mặt bằng, cho nên Trang lựa chọn cơ hội Simulin. Và một lần nữa cho Trang gửi lời tri ân rất nhiều đến tổ địch quốc tế Trung Huy Cường, một người mà đã cho Trang rất nhiều những cái cú hích. Và đến với CBD Trang chỉ là một người quyết định rất mạnh mẽ, thực sự rất mạnh mẽ và hành động quyết liệt. Trang học tập ngày đêm không ngừng nghỉ. Cho Trang gửi lời tri ân tất cả đến những người mà Trang vừa nhắc đến. Cảm ơn tất cả chị em rất là nhiều. Vì thời gian không cho phép, cho nên Trang xin được phép. Vâng, có lẽ là Trang đang rất là xúc động. Và mọi người cũng thấy đây là một cái giây phút rất là lắng đọng. Và tất nhiên đến đây thôi cũng rất nước mắt. Bởi vì Trang là một trong những người mà sẽ cho tới tất cả các anh chị đây hẳn là sẽ là nằm ở cái phía thiên tài hơn. Bởi vì bạn không có điều kiện để học hành này, không có điều kiện để kinh doanh, không có nguồn vốn, không có mối quan hệ mà bạn làm được. Vậy thì người thấu hiểu bạn là ai sẽ chia sẻ với chúng ta, đó chính là lại là mẹ chồng của bạn. Vâng, xin mời cô ạ. Vâng, xin mời cô có những lời chia sẻ tới với con dâu của mình ạ. Chào cả nhà, tôi là Kiên ạ. Chào Kiên.
1, 2, 3. Trước khi vào, tôi xin tự giới thiệu về mình một chút. Tôi họ tên đầy đủ là Nguyễn Trung Kiên. Công việc truyền thống của tôi trước đây là một bác sĩ, và cũng cơ duyên mà biết đến cái dòng sản phẩm này. Tôi đã giúp cho rất nhiều bệnh nhân tại phòng khám của mình đã có kết quả tuyệt vời. Thế thì sau khi mà tôi đã giúp được rất nhiều người, tôi đã quyết định an toàn giá trị tốt đẹp này trong cộng đồng, và tôi đã nguyện cống hiến cuộc đời còn lại của tôi ở Syria và giúp đỡ cho nhiều người thành công hơn nữa, và giúp đỡ cho nhiều người cải thiện sức khỏe nữa. Và Trang là một thủ lĩnh quốc gia mà tôi vô cùng ngưỡng mộ. Em ấy xuất phát điểm là thanh và tay trắng, và thậm chí học vấn rất chỉ là thấp, nhưng em đã từng bước nỗ lực đi lên. Và có những ngày em đã đồng hành cùng chồng lên trên nhà tôi để hỗ trợ cho tôi phát triển hệ thống. Và giai đoạn đầu tôi vô cùng biết ơn em, để em đã hướng dẫn tôi từng bước một. Và nếu xét về ra phải gọi hàng, tôi gọi Trang chính mở kỹ hết cả nhà. Nhưng mà chúng vô cùng tuyệt vời ở chỗ này, đội nhóm luôn luôn đoàn kết, em luôn luôn giúp đỡ tôi những lúc khó khăn. Chúc mừng cả. Và tôi nguyện sẽ là người nhận chiếc Mercedes tiếp theo. Và tất cả hội trường chúng ta sẽ nhận một ngày sẽ đẹp. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và có một người phụ nữ rất là xinh đẹp và mặc một chiếc váy đỏ rất là đẹp luôn. Đấy là chị dâu, em dâu của bạn Trang. Đấy, và Hiếu là thủ lĩnh đoàn quốc gia. Và bạn sẽ có những cái lời chia sẻ chúc mừng cho thủ lĩnh quốc gia của chị Trang của chúng ta. Vâng, xin cảm ơn ban tổ chức của công ty. Và cảm ơn tất cả các anh chị em có mặt trong cái con ngày hôm nay. Và thực sự là không biết nói gì, chỉ biết rằng là rất ngưỡng mộ chị dâu của mình. Một người phụ nữ có thể nói là vô cùng linh đình. Và nếu so về nghệ thuật thì tôi không thể nào so sánh được với chị đó. Và ngày hôm nay thì kết quả thuộc về chị, đúng không? Và tôi cũng chờ đợi cái giây phút anh chị nhận em sang đây rất là vui. Và tôi chắc chắn rằng sẽ có một người sẽ có cảm xúc hơn tôi, một cái người mà anh em gắn bó với nhau từ bé. Và bây giờ chứng kiến được anh trai của mình, chị dâu của mình nhận, thì chắc chắn rằng người ấy sẽ rất muốn chia sẻ cảm xúc của mình. Và tôi xin nhận lại mic cho thủ lĩnh đoàn quốc gia Trang Xuân Minh. Vâng, hai vợ chồng cặp vàng của chúng ta, họ đã đưa gia đình của mình đến với sân khấu đẹp. Xin mời Xuân Minh. Chào cả nhà, tôi là Huy. Bao nhiêu trong số các anh chị em có mặt trong hội trường ngày hôm nay chưa có Mercedes? Sau buổi ngày hôm nay rất khao khát có Mercedes, dương cao tay và nói tôi. Hàng hai người bên cạnh ở CV có công thức rồi. Bao nhiêu trong số các anh chị em không những muốn mình có xe Mercedes mà còn muốn giúp cho anh em họ hàng đồng đội của mình có một gian xe Mercedes, dương cao tay và nói tôi. Bên cạnh ở CV là điều đó. CV là điều đó. Vâng, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Thực sự là tôi rất xúc động khi mà hôm nay thì anh trai và chị dâu của tôi thực sự là xuất thân, thì anh chị tôi gặp khó khăn hơn chúng tôi rất là nhiều. Hai vợ chồng tôi được học hành đầy đủ. Thế nhưng mà anh chị thì thuận lợi. Ngày xưa thì anh chị làm rất nhiều nghề, chia sẻ với anh chị em, kể cả từ những công việc. Chị dâu nhà tôi vẫn quảng bá một hình ảnh là một bà đi buôn ve chai ở Nam. Quê Hà Nam tôi được gọi là đi buôn sắp bộ anh chị em ạ, trở thành thủ lĩnh quốc gia của Siwi. Bao nhiêu trong số các anh chị em thấy rằng người buôn đông ngát nào được mình làm tốt hơn cho cao tay và nói tốt hơn. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và thực sự là buổi trưa ngày hôm nay cái thời lượng không có nhiều, nhưng từ bản thân tôi rất là xúc động đến dự một cái buổi trao xe mẹ của anh chị nhà mình. Nên là đây là điều mong ước. Thực sự là hôm nay bố mẹ tôi có mặt ở đây, bố mẹ tôi không nói được nhiều. Nhà có ba con thì cả dâu cả rể làm CV hết. Và có hai mẹ rồi nhà mình ạ. Và đúng là môi trường CV đã giúp cho không những gia đình chúng tôi mà cả dòng họ của chúng tôi phát triển ở CV. Và bao nhiêu trong số các anh chị em đang có mặt ở hội trường ngày hôm nay muốn tặng lan tỏa giá trị của CV đến với cả dòng họ của mình thì giơ cao và thay nói tôi ạ. Ok, cảm ơn cả nhà. Và chắc chắn rằng là người phụ nữ bên cạnh tôi, tổng lãnh đạo quốc gia Phan Hiếu chắc cũng có vài lời muốn chia sẻ. Xin phép cả nhà được mình biết ạ. Chia sẻ rồi vậy. Các bạn trong số anh chị em thì nóng người thôi, các bạn nói. Thôi. Và thực sự là mẹ chồng cũng như bố chồng là những người mà hỗ trợ anh chị em chúng tôi rất nhiều. Và xin cả nhà một tràng pháo tay thật lớn.
là gia đình của bạn chị Quý Trang, cũng như là chị Xuân Hương. Cảm ơn tất cả những người thân chúng ta có thể di chuyển về vị trí ngồi của mình để chứng kiến màn nhận xe tiếp theo của người thủ lĩnh quốc gia vô cùng tuyệt vời. Nếu mà nói đến chị thì thực sự là chúng ta sẽ thấy đây là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, giỏi giang, và chị là những cái người mà có những cái phần đào tạo và tin vào lòng người. Vậy thì chị là ai? Chị nổi tiếng hay không? Chúng ta hãy cùng nhau đến với màn hình để xem thủ lĩnh quốc gia tiếp theo nhận xe của chúng ta là ai nha. Đào tạo cho các doanh nghiệp về văn hóa, về lãnh đạo, về phát triển cá nhân, về phát triển kinh doanh, về chiến lược kinh doanh. Một nhà đào tạo, một nhà chiến lược tài ba Ngô Bích Hà đến từ Đà Nẵng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vân vân, thì các sản phẩm tuyệt hảo cho nhân loại không chỉ cần gì cho mỗi thị trường Việt Nam. Hà cũng rất là biết ơn hệ thống Nhật Đường, chú Phạm Hùng Nguyên, hệ thống S9, tổ đội quốc tế Trương Minh Cường, chị Trần Thị Kim Dung, anh chị Phương Huynh, và tất cả những top leader đã tạo nên một cái môi trường mà ở đó Hà là người được thừa kế cũng như đội động của Hà được thừa kế. Và Hà tin chắc là với cái hệ thống này thì tất cả những cái con người vào bên đường họ thực sự là họ sẽ có đạt được những cái điều mà họ mong muốn. Hà cũng rất là biết ơn cái người mà người đỡ đầu của Hà là thủ lĩnh đoàn quốc gia Anh Lê Nguyễn ạ. Nhà huấn luyện và đào tạo ở một cái công ty kinh doanh truyền thống tưởng mình đã ổn rồi, nhưng thực ra thì ở đây thì Hà mới hợp nhất được cái sứ mệnh của mình đi có thể là giúp đỡ cho rất là nhiều cái con người chuyển hóa, và ở đây thực sự là cái con đường là cái môi trường dành cho mình. Hà rất là biết ơn đội nhóm SSCOM, tất cả những cái tu luyện của Hà đang ở đây và tất cả những cái tu luyện đang ngồi ở dưới kia cũng như là những cái anh chị em đang dùng trực tiếp đang xem từ xa, thực sự là rất là biết ơn họ. Một cái cộng đồng mà ở đó chúng tôi cực kỳ là yêu thương và cực kỳ tin, rất là cảm ơn là vì mọi người đã tin tưởng ở Hà và đồng hành cùng với Simon Wellness, vì chúng tôi tin là chúng tôi đến đúng nơi rồi. Và cái điều còn lại là sẽ không có một cái đàn nữa chứ không có gia đình. Ba cho mẹ Đào, ba Quốc mẹ Phương là những người mà sẽ đồng hành đằng sau sau những cái chuyến đi công tác hay là những chuyến đi dài thì những cái đứa nhỏ ở nhà là ba mẹ ở giúp đỡ. Sẽ không thể nào có một cái người phụ nữ nào mạnh mẽ để có thể toàn tâm toàn ý khi mà gia đình của chúng ta không thể làm tròn cái bổn phận của người mẹ, thì chỉ có gia đình đã luôn luôn đằng sau ủng hộ và giúp đỡ Hà. Và đặc biệt là gửi lời cảm ơn đến ông xã của Hà và anh Cổ. Anh đã rất là thấu hiểu với sứ mệnh, thực sự là anh hiểu được sứ mệnh luôn. Anh không xem đó là một cái công việc mà anh biết đó là sứ mệnh của Hà. Và anh đồng hành với cái sứ mệnh đó, anh cũng khát khao là được đi cùng các con đường này để có thể giúp được nhiều cái con người hơn, giúp được cái cách mà chúng ta mang lại cái giá trị cho cuộc đời. Đó mới là thực sự cái tài sản. Một lần nữa rất là biết ơn cả nhà đã ở đây chúng ta ngồi lắng nghe những câu chuyện này, và Hà có một cái niềm tin rằng chỉ cần chúng ta chọn và chúng ta giúp nhau về việc cái điều đó, bởi vì tất cả những điều mà chúng ta muốn nó đều nằm ở bên kia nỗi sợ hãi. Thank you. Có thể giúp cho cuộc đời của mình và những người xung quanh thay đổi. Tất cả chỉ mới bắt đầu và chúng ta hãy
hãy cùng nhau làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn ạ. Yeah. Cảm ơn ba người đến rất là nhiều. Ba người đã dành thời gian để xin mời một người thân của chị Ngô Thị Bích Hà sẽ chia sẻ. Xin mời ba của chị Ngô Thị Bích Hà. Thưa quý vị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là bố của Ngô Thị Bích Hà, người được vinh danh nhận xét hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi xin chân thành cảm ơn đến lãnh đạo của tập đoàn Siberi, người hướng dẫn đường, tất cả các thủ lĩnh đã tạo điều kiện cho con tôi được phát triển bản thân. Ngoài việc phát triển bản thân, con tôi còn có nhiều cố gắng, nỗ lực để xứng đáng với người tiên phong dẫn đường, người kết nối đầu rốn, người tiền thẳng được nhằm để giới thiệu cái sản phẩm của Siberi đến người tiêu dùng. Tôi mong muốn rằng với với cái nền tảng vững chắc, với cái niềm tin và sức mạnh của Siberi, tôi hy vọng rằng là lãnh đạo sẽ dẫn dắt tập đoàn ngày càng phát triển hơn nữa, tạo động lực cho các thành viên của tập đoàn công hiến và có nhiều cái điều để hỗ trợ cho các thành viên. Cuối cùng, xin chúc các vị mạnh khỏe, hạnh phúc, xin chúc tập đoàn liên tục phát triển. Xin trân trọng cảm ơn. Khi mà biết đến tôi đấy thì Hà Nga chỉ
nghĩ là mình làm thêm đấy ạ. Đó, thế sau 2 năm hợp tác cùng với tập đoàn thì Hoàng Nga đã giúp đỡ được trực tiếp và gián tiếp 19 chiếc xe hình không tiết. Và ngày hôm nay, hát năm rồi ạ, ngày hôm nay thì làm xúc động quá. Ngày hôm nay là phần thưởng là chiếc Mercedes-Benz trị giá 0 đồng dành cho, đây là tất cả toàn bộ sự nỗ lực và cố gắng của toàn bộ hệ thống Hằng Nga trong suốt 2 năm qua. Và Hằng Nga vô cùng biết ơn đội nhóm. Bây giờ thì Hằng Nga xúc động quá cả nhà. Thực tế là trong 2 năm bây giờ bản thân phải đi 2 chiếc xe thì không biết là làm như thế nào. Cả nhà mình ai muốn đi 2 chiếc xe thì giơ tay nói thôi. Vâng, và có lẽ là chị Ca sẽ rất là xúc động và chúng ta sẽ thấy chị Ca vỗ tay thật lớn ạ. Vâng, xin cảm ơn cả nhà. Bây giờ thì ta xin phép nhường lời lại cho một người là bạn là Thúy nhé, Thúy là Cao Pháp Thúy, là một trong những người về từ đấy của Việt Nam. Dạ vâng, xin mời bạn Thúy có cái điều chia sẻ. Từ tiên đâu ấy nhỉ? Và tất cả các sức khỏe Siri tại thị trường Việt Nam, và xin chào tất cả các thương vấn viên của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri. Tôi là Nguyễn Thúy, là cao cấp của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri, và ngày hôm nay thực sự là rất là hạnh phúc và vô cùng biết ơn người mà đã trao mình cơ hội. Và ngày hôm nay chị đã dành cho mình một chiếc xe mẹt, và đó là chị Thúy quốc gia Hoàng Nga. Là một người chị vô cùng ngưỡng mộ, luôn luôn là người mà trao cho mình một cái năng lượng để mình có thể đi trên cái hành trình sự nghiệp của Simori. Một người làm công ăn lương, và đến bây giờ thì mình đã hoàn toàn thay đổi cuộc sống của mình. Và Thúy ngày hôm nay cũng đưa rất nhiều đồng đội của hệ thống Nguyễn Thúy có mặt trong hội trường ngày hôm nay đến để nhìn tận mắt, sờ tận tay chiếc xe mẹ, và chắc chắn những hình ảnh ngày hôm nay sẽ ghi vào đầu và đưa vào thần thức. Và chúng tôi sẽ là người tiếp theo được đón nhận chiếc xe công thức của tập đoàn chăm sóc sức khỏe Siri. Và bản thân Thúy thì sẽ quyết tâm là sẽ nhét cho mình chiếc xe Mercedes-Benz. Và cảm ơn tất cả anh chị em trong hệ thống của Nguyễn Thúy, và biết ơn người đã trao cho mình cơ hội Siri. Và chúc mừng ạ, em xin chúc mừng anh chị thủ lĩnh quốc gia Hằng Nga, và xin chúc mừng toàn bộ hệ thống của chị thủ lĩnh, và xin chúc mừng 7 thủ lĩnh quốc gia ngày hôm nay đã nhận cho mình chiếc xe Mercedes-Benz ạ. Vâng, xin cảm ơn ạ. Cảm ơn lễ hội cuối cùng của chương trình ngày hôm nay của bạn Mỹ. Và em xin mời tất cả các anh chị người thân của đến giới của anh chị Hằng Nga, chúng ta di chuyển xuống dưới, và anh chị Hằng Nga thì đứng ở trên sân khấu, và em mời tất cả 7 thủ lĩnh quốc gia nhận xe, chúng ta nhanh chóng di chuyển trên sân khấu. Và em mời tất cả các VIP của chúng ta là thủ lĩnh vàng quốc gia trở lên, chúng ta nhanh chóng di chuyển đến sân khấu để chú thành. Và sau đây thì sẽ là cái lễ trao xe trực tiếp, trao chìa khóa cho 7 thủ lĩnh quốc gia của chúng ta. Em xin mời tất cả các anh chị khách mời VIP lên trên sân khấu ạ. 7 thủ lĩnh quốc gia nhận xe. Welcome on stage Mr. Bosco and Miss Dalina Petrova. Vâng, chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển đến sân khấu, và xin mời PC chúng ta sẵn sàng để đưa đoàn khách mời đặc biệt của chúng ta ra phía bên ngoài khán phòng để đón nhận những cái chiếc chìa khóa xe trong thực tế của mình. Có lên đây ạ, tất cả các thủ lĩnh quốc gia nhận xe cho ngày hôm nay, các thủ lĩnh vàng quốc gia, chúng ta lên trên sân khấu. Vâng, thời gian của chúng ta, mong các anh chị chúng ta sẽ mở đường để các khách mời đặc biệt của chúng ta sẽ di chuyển được thuận lợi đi ra phía bên ngoài khán phòng để nhận chiếc xe, nhận chiếc chìa khóa xe của mình ạ. Vâng, xin mời ạ, mọi người đứng khác vào để chụp ảnh cho em ạ. Vâng, 7 thủ lĩnh nhận xe của chúng ta nhanh chóng di chuyển vào giữa để chúng ta đứng phía bên nào.